Xin được kính chào quý gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mạng. Bản mệnh đang trong giai đoạn hậu vận của cuộc đời. Năm Nhâm Dần 2022, tuổi Tý bước vào năm đầu hạn tam tai. Bản mệnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trắc trở, đặc biệt là cần phải chú ý đến sức khỏe khi mà tuổi đã già. Cụ thể, tử vi học trọn đời nữ mạng Mậu Tý sinh năm 1948 ở các phương diện như thế nào, vận hạn ra sao? Mời tất cả quý vị gia chủ chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương trình. Gia chủ nữ mạng Mậu Tý 1948 có cung mệnh thuộc cung Càn, mệnh thích lịch hỏa, lửa sấm chớp, xương con chuột, tướng tinh con chó sói, Phật bà quan âm độ mạng. Xét tổng quan cuộc đời bản mệnh, Phong thủy Gia Cát xin được trích dẫn bài thơ sau. Mậu Tý mệnh hỏa cung Càn, lửa trời chấp nhoáng có làn sáng trưng. Nếu câu sinh đặng hạ xuân, ấy là thuận số nên mừng cho thân. Thu đông bị khát hao mòn, mẹ cha chạy thuốc sinh con lỗi mùa. Số phải tu niệm ăn chay, ăn ở thiếu đức, vào ngay ngục hình. Buồn thay cho chuyện duyên tình, đầu trên giang dở bất bình nhiều phen. Mậu Tý sung sướng hơn người, nếu mà bởi số người thời linh đinh. Số cứ lận đận lo phiền, chờ khi vận giữa tài nguyên tới lần. Bụng người cũng có tánh linh, nghi đâu chúng đó thật tình chẳng sai. Cho hay Mậu Tý có tài, trao rèn âm đức có ngày hiển vinh. Tổng quan, cuộc sống tuổi nhỏ có nhiều u buồn, đau khổ. Cuộc đời như đi vào một bóng đêm của tình duyên, nhiều sầu tư và đau đớn. Ít khi lòng lắng xuống, mà trái lại bao giờ cũng có sự sôi động của tâm tư. Sóng gió ngoài cuộc đời đã gieo vào lòng nhiều buồn thương, trắc trở phũ phàng. Nhưng đó chỉ là tuổi nhỏ phải bước qua giai đoạn trông gai của cuộc sống, tình đời. Vào trung vận thì gặp nhiều may mắn hơn, số không bao giờ gặp nhiều dịp may. Nhưng cuộc đời ở vào trung vận và hậu vận thì có được bởi sự bảo trợ của quý nhân hay những người có thừa khả năng giúp đỡ. Tuổi Mậu Tý tuổi nhỏ gặp nhiều cay đắng vì cuộc đời thì vào trung vận gặp được nhiều dịp may và có sự bảo trợ giúp đỡ của kẻ có khả năng. Về đường con cái có nhiều tốt đẹp, số hưởng thụ trung bình từ 55 đến 66 tuổi. Nhưng nếu ăn ở hiền lành, làm phước, làm đức sẽ được gia tăng niên kỷ, làm ác sẽ bị giảm kỷ. Tình duyên, về vấn đề tình duyên càng có những chuyện buồn bực vì luôn luôn tình duyên là một sự làm cho lòng càng lo nghĩ, tâm tư không đem lại một sự mặn nồng khả dĩ, giúp cho cuộc đời đi đến thành công của hạnh phúc, mà trái lại càng làm cho cuộc đời có lắm đau thương. Tuy nhiên cuộc đời không bao giờ thoát qua định mệnh đã dành sẵn cho mình, bởi thế tuổi Mậu Tý qua vấn đề tình duyên cũng có lắm u buồn. Bạn nên xem dưới đây để biết rõ cuộc đời qua vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Dưới đây là số mạng và định luật của tạo hóa đã dành sẵn cho bạn. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời sẽ có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 3, 6, 8 và 10 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 2, 4 và 11 âm lịch. Và nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn được hưởng toàn vẹn, hạnh phúc, đó là sinh vào những tháng 1 năm và 12 âm lịch. Trên đây là vấn đề tình duyên và hạnh phúc của tuổi Mậu Tý qua định luật và số mệnh của tạo hóa. Nếu gặp sự thay đổi, đó chính là số mạng vậy. Gia đạo công danh. Phần gia đạo tuy cũng có những sự buồn lo, nhưng không đến nỗi phải làm cho cuộc đời có nhiều sầu khổ hơn. Nhưng việc gì rồi cũng sẽ qua. Vào trung vận và hậu vận, êm ái vui vầy. Để gia đạo luôn được êm ấm, bình an khang thái, nữ Mậu Tý sinh năm 1948 nên tu tâm tích đức, năng trì niệm Phật để khởi tạo phước báo về sau cho bản thân và con cháu được hưởng phúc. Bản mệnh có thể sử dụng Bát Nhã Tâm Kinh, một trong những pháp khí hàng đầu của nhà Phật, để khai mở cung phúc đức, chiêu cầu may mắn và bình an. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau trong lối thiết kế được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp quan trọng như là vua chúa, tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây là biểu tượng cho quý nhân, sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt vững chãi. Bạch liên hoa, tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức.
Song ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên địa nhân. Vòng trong cùng các bộ lục tự đại minh chú, Om Mani Padme Hum, là câu chuyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in ấn toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, một bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế. Hình ảnh đài sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát, mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh sôi, sức sống mãnh liệt, thuần khiết, mạnh mẽ và trong sáng. Sử dụng bát bảo tâm kinh để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, bát nhã tâm kinh trước khi đến tay gia chủ cần được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Phần công danh tuy có khó khăn, ít khi tạo được dịp may để phát triển. Tuy vậy, nếu có phần cố gắng và có khả năng thì có thể đoạt thành sở nguyện. Sự nghiệp được xây dựng trên cơ sở giúp đỡ và phải dựa vào một tuổi khác và có thể thuận lợi vào thời kỳ ở giai đoạn tuổi 34 trở đi và có thể kéo dài một thời gian 5 năm sau đó mới hoàn thành một cách vững chắc hơn. Tiền bạc chỉ ở vào mức trung bình, không đến nỗi phải có những thiếu tốn, nghĩa là về tiền bạc, bạn ở mức trung bình, bình thường, đủ ăn, đủ mặc. Tuổi hợp làm ăn. Tuổi Mậu Tý thuộc nữ mạng muốn hợp tác làm ăn hay cộng tác với bất kỳ ai trong cuộc đời mà không sợ bị thất bại hay hao hụt tiền bạc thì nên cần hợp tác với những tuổi này, Kỷ Sửu, Quý Tỵ, Ất Mùi. Những tuổi này rất hợp cho sự làm ăn hay bất kỳ công việc nào khác trong cuộc đời, có thể có nhiều cơ hội thuận lợi, không bao giờ có sự thất bại cho tuổi Mậu Tý nếu kết hợp làm ăn hùn hạp. Lựa chọn vợ chồng. Trong việc kết hợp hay xây dựng hạnh phúc gia đình, tuổi Mậu Tý cần phải lựa chọn cho tuổi của mình có hợp thì mới có thể phát triển mạnh mẽ về tài lộc, tình cảm hay mọi vấn đề khác. Không sợ nghèo khổ hay đổ vỡ về việc làm ăn, tình chăn gối. Tuổi Mậu Tý lựa chọn những tuổi này rất tốt, đó là các tuổi Kỷ Sửu, Quý Tỵ, Ất Mùi, Đinh Dậu, Đinh Hợi, Ất Dậu. Nếu trường hợp bạn kết hôn với những tuổi này, cuộc đời mau phát triển về nghề nghiệp, tiền bạc và sống trong sự sung túc của gia đình. Nhưng nếu không muốn nói là giàu sang phú quý, tuổi Mậu Tý rất hợp với những tuổi trên. Không những về mặt tình cảm, hạnh phúc, gia đình mà còn hợp cả về tiền tài, danh vọng nữa. Đó là sự định đoạt của mệnh chủ và căn cứ theo tài liệu của các nhà huyền bí học nổi tiếng ở Ai Cập cũng tìm thấy sự phù hợp này. Vậy nên tìm những tuổi trên mà kết hôn thì sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Nếu trong cuộc sống bạn gặp những tuổi này thì cuộc sống của bạn chỉ ở vào mức độ bình thường mà thôi, nghĩa là chỉ có thể tạo dựng được một cuộc sống trung bình. Vì tuổi Mậu Tý chỉ hợp với những người tuổi này về mặt tình duyên mà không phù hợp về mặt tài lộc, đó là các tuổi Mậu Tý, Đồng Tuổi, Nhâm Thìn, Giáp Ngọ, Bính Tuất. Những tuổi trên chỉ hợp với tuổi bạn về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này thì cuộc sống của bạn trở nên khó khăn và không bao giờ tạo được một cuộc sống khả dĩ được đầy đủ, nghĩa là cuộc đời cứ ở mãi trong sự túng thiếu triền miên. Vì các tuổi này tuy có tuổi, không có khắc kỵ nhưng cũng không hợp về đường tình duyên hay sự phát triển về tài lộc, đó chính là các tuổi Canh Dần, Bính Thân, Giáp Thân. Nếu kết hôn với những tuổi này thì cuộc sống khó thoát được cảnh bần hàn. Tuổi Mậu Tý không nên kết hôn hay tính chuyện hôn nhân vào những năm này, vì tính chuyện hôn nhân vào thì khó thành, hay nếu có thành thì cũng chịu cảnh xa vắng triền miên, đó là vào những năm mà bạn ở vào số tuổi 19, 24, 25, 31, 36, 37 và 43 tuổi. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì có số đa phu hay thường đa đoan về việc chồng con, đó là sinh vào những tháng 3, 7, 8 và 10 âm lịch, còn sinh vào tháng 9 và tháng 12 âm lịch có số khắc con khó nuôi. Tuổi Đại Kỵ. Trong cuộc đời hay bất kỳ việc gì có liên quan đến cá nhân của tuổi Mậu Tý, bạn nên cẩn thận vì gặp những tuổi này khó thoát được cảnh biệt ly hay tuyệt mạng. Vì những tuổi này rất đại kỵ và khe khắc với tuổi của Mậu Tý, đó là các tuổi Tân Mão và Quý Mão. Trong cuộc đời hay mọi sự làm ăn nên tránh xa những tuổi này thì tốt hơn, nhất là việc kết duyên không hòa hợp với tuổi trên. Gặp tuổi Kỵ trong vấn đề hạnh phúc tình duyên thì nên kiêng cử việc làm lễ thành hôn hay ra mắt bạn bè thân tộc. Gặp tuổi Kỵ về làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc.
những năm khó khăn nhất cuộc đời. Tuổi Mậu Tý nữ mạng sẽ có những năm khó khăn nhất, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 23, 26, 30 và 33 tuổi. Những năm này hay gặp cảnh trái ngang hay khó khăn trong công việc làm ăn gia đạo. Bạn nên cẩn thận trong những năm này vì có thể sinh ra nhiều việc chẳng tốt, nên nhịn nhục và cố gắng kiên nhẫn hơn. Ngoài những năm tuổi kể trên xét gần nhất trong năm nay, bản mệnh cũng cần phải chú ý do phạm phải hạn tam tai. Tam tai chính là kiếp hạn 3 năm liên tiếp, tam là 3, tai là tai họa. Và cứ sau 12 năm, mỗi tuổi sẽ gặp nạn tam tai một lần. Nó cứ tiếp diễn như vậy suốt cuộc đời, bạn sẽ đối mặt với rất nhiều xui xẻo, khó khăn bộn bề. Tâm trí bất an, tính tình nóng nảy thất thường, tiền bạc hao tốn, dễ bị mất do trộm cắp. Trong anh em thân tộc họ hàng có chuyện buồn, tang thương, đi lại dễ gặp khó khăn, tai nạn bất trắc, dễ bị thương tích, ốm đau, bệnh tật, dễ gặp tai tiếng thị phi, dễ dính vào kiện tụng pháp luật. Để bản mệnh có thể vượt qua năm đầu tam tai bình yên, quý gia chủ Mậu Tý, sinh năm 1948, nữ mạng, nên giữ tâm thái bình tĩnh, tránh khinh suất trong xử lý mọi việc, bên cạnh đó có thể mang theo bên mình vòng tam hợp quý thần để được trợ mệnh, chiêu đón tài lộc, may mắn và bình an. Trong phong thủy, tam hợp quý nhân có nghĩa là yếu tố quan trọng trong 12 con giáp. Sử dụng tam hợp địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc và quý nhân trợ giúp. Tam hợp thủy hỏa, mộc, kim thổ giúp tăng cường khí năng lượng hộ thân. Sự ngưng tụ khí đó còn đem lại may mắn thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc cho quý gia chủ. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí đả thông năng lượng, ngưng tụ thiên địa nhân, giúp hóa sát cải vận. Phối hợp tam hợp theo tuổi của thập nhị địa chi năm sinh, còn gọi là minh hợp hay là quý thần hợp, là vô cùng tốt lành trong phong thủy cải mệnh. Ở đây nữ mạng Mậu Tý sinh năm 1948 sử dụng vòng tam hợp thân Tý Thìn là quý thần phù trợ cho tuổi của bản mệnh. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long hay huyết rồng, là vua của các loại gỗ, có khả năng thấu quang cho ánh sáng xuyên qua, có mùi thơm đặc trưng, không bị phai mùi theo thời gian. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp với 3 viên đá mã não màu đỏ, trên có khắc hình linh vật quý nhân tam hợp thân Tý Thìn. Hình tượng này có ý nghĩa chiêu mời quý thần, trợ lực, thâu thu tài lộc, đặc biệt có tác dụng mạnh trong việc giải trừ năm hạn, thái tuế hay tam tai. Đặc biệt, để phát huy công năng tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay với gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các thầy phong thủy nổi tiếng, có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, tuổi Mậu Tý có những ngày giờ xuất hành hợp nhất, đó là vào những ngày lẻ, tháng chẵn và giờ chẵn. Xuất hành như vậy, trong suốt cuộc đời không bao giờ sợ thất bại, mà trái lại còn đem lại những thành công và kết quả về tài lộc diễn biến từng năm. Từ năm 19 đến 25 tuổi, năm 19 tuổi, về tài lộc không phát triển lắm, về tình cảm có việc đau lòng, về gia đạo có nhiều khó khăn, công danh ở mức độ bình thường. Năm 20 tuổi là năm sôi động nhất cho cuộc đời của bạn, cẩn thận nhất là vào tháng 6 và tháng 9, không nên đi xa làm ăn dễ bị thất bại. Năm 21 tuổi, năm này thành lập gia đình, khá tốt, có tài lộc vào tháng 9, tình cảm vượng phát. Năm 22 tuổi tình cảm lên cao, về công danh có cơ hội phát triển, làm ăn chậm chạp, khó tạo được nhiều tài lộc. Năm 23 tuổi, không nên có tự ái, nên nhẫn nhục thì hay, kỵ nhất là vào tháng 3 và 4, hai tháng này đề phòng bệnh hoạn và tai nạn. Năm 24 tuổi, có phát đạt đôi chút về tài lộc, mọi vấn đề khác về tài lộc, mọi vấn đề khác bình thường. Năm 25 tuổi, tài lộc, điều hòa, công danh có cơ hội phát triển mạnh, cẩn thận, bệnh hoạn xe cộ vào tháng 7. Từ 26 đến 30 tuổi, năm 26 tuổi phát triển về tài lộc, tình cảm lên cao, công danh làm ăn bình thường. Năm 27 tuổi, phát triển khá tốt, năm này làm việc gì cũng được phát đạt một cách mau chóng. Năm 28 tuổi, khá hay đẹp, gia đình được nhiều vui vẻ, cuộc sống có nhiều sung túc và đủ đầy. Năm này, sinh được quý tử thì tốt, có cơ hội phát triển. Năm 29 tuổi, toàn năm không được tốt, gặp nhiều xui xẻo, nhất là vào ở những tháng 6, 9 và 12 âm lịch. Năm 30 tuổi, có thành công về sự nghiệp làm ăn, phát triển mạnh mẽ nghề nghiệp, nhưng vào tháng 7 trở đi thì trở lại bình thường. Từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 cuộc sống không được êm đẹp và đầy đủ. Năm 32 tuổi, tạm được, việc làm ăn nhỏ nên theo đuổi, đừng nên khuếch trương những việc lớn không tốt. Năm 33 tuổi, năm này kỵ đi xa hay làm ăn có tính tiền bạc lớn, sẽ bị thất bại. Năm 34 tuổi, năm phát triển về tài lộc lẫn cả tình cảm. Năm này quá tốt nên cơ hội phát triển sự nghiệp. Năm 35 tuổi, mùa đông hợp, mùa hạ và mùa thu thì hơi kỵ, xuân bị xung khắc nên cẩn thận. Từ 36 đến 40 tuổi,
tuổi 36, năm này không được tốt lắm nên cẩn thận về phần con cái và tiền bạc. Năm bình thường không làm ăn phát đạt nhưng cũng không có hao tài, tốn của. Năm 37 và 38 tuổi, kết quả về hạnh phúc gia đình có êm đẹp và triển vọng về tài lộc lẫn tình cảm. Năm 39 và 40 tuổi, tạm khá, không tốt lắm và cũng không xấu lắm. Cuộc sống tình cảm và những năm hoạt động nghề nghiệp chỉ ở vào mức độ bình thường mà thôi. Phần tình cảm gia đình bị sứt mẻ đôi chút, không nên làm cho gia đình thêm rối ren. Từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi có bệnh hoạn hay trong gia đình có người bệnh trầm trọng. Năm này không nên đi sông, rạch, tài lộc tình cảm được đầy đủ. Năm 42 tuổi có hoạch tài vào những tháng 4 và 8 âm lịch, tình cảm hơi có ngửa nghiêng hay có sự xích mích gia đình, nên cẩn thận và sáng suốt mới thoát qua cơn khủng hoảng trầm trọng của gia đình. Năm 43 tuổi, năm này cũng không nên gieo gió sẽ gặt bão, không nên làm ăn lớn hay đi xa và nhất là những tháng 5, 7 và 9 âm lịch. Năm 44 tuổi, năm này có nhiều sao xấu nên cẩn thận và không nên phát triển công việc làm ăn có tính cách lớn lao hay tiền bạc lớn lao sẽ bị lỗi và hao tài tốn của mình. Năm 45 tuổi khá tốt, toàn năm phát đạt và sẽ đạt được nhiều kết quả mong muốn. Từ 46 đến 50 tuổi, năm 46 vượng phát tài lộc vào những tháng đầu năm, những tháng cuối năm hơi xấu. Năm 47, năm này bình thường, gia đình yên ấm, không có gì quan trọng xảy ra. Năm 48 và 49, hai năm này tài lộc xấu, nhưng tình cảm lại tốt, hai năm làm ăn không được khá. Năm 50 tuổi tạm yên, những tháng cuối năm có đau bệnh nên đề phòng con cái trong nhà. Từ 51 đến 55 tuổi, năm này tầm thường, việc làm ăn chỉ tiến triển lần lần, chỉ có việc gia đình thì nên chú ý mà thôi, phần cá nhân được tốt trong những năm này. Từ 56 đến 60 tuổi, những năm này có may nhưng cũng có rủi nên cẩn thận là hơn, tốt nhất là vấn đề tiền bạc nên tránh những việc va chạm, có hoạch tài ở vào thời gian 58 và 59 tuổi. Như vậy, Phong Thủy Gia Cát vừa luận đoán xong tử vi trọn đời nữ mạng tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 và hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích đối với tất cả quý vị, giúp cho chúng ta có thể hiểu vận, từ đó có sự đề phòng và chuẩn bị tốt nhất cho bản thân và gia đình. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, như ý và cát tường.